Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình livestream tán sỏi công nghệ cao của Thu Cúc TCI. Ngày hôm nay, một ca bệnh vô cùng đặc biệt với những tình tiết khá khác biệt so với những trường hợp trước đây. Vậy nên trước khi bắt đầu, chúng tôi xin phép tóm tắt tình trạng của bệnh nhân, lý do phải thực hiện tán sỏi 2 lần. Và hôm nay chính là ca tán sỏi lần thứ 2 các bạn nhé. Bệnh nhân Phùng Kim Sơn, mới 22 tuổi, nhưng đã có viên sỏi lớn nằm ở bể thận ngoài xoang với hình dạng đặc biệt, to và tròn như một quả trứng gà. Trao đổi với thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Huy Huyên, người trực tiếp thăm khám và điều trị cho Sơn, bác sĩ cho biết hình dạng tròn của sỏi thường gặp ở bàng quang. Tuy nhiên, do cấu trúc bể thận đặc biệt của bệnh nhân Sơn là bể thận lồi ngoài xoang, lỗ đổ từ bể thận xuống niệu quản nằm cao hơn bình thường. Cặn không thể thoát ra ngoài, tích tụ lâu ngày nên hình thành viên sỏi lớn dù tuổi đời còn rất trẻ. Vì viên sỏi đạt kích thước lớn nên để có thể lấy ra hết trong một lần mà không mổ mở là điều rất khó. Đồng thời bệnh nhân còn trẻ và có nguy cơ tái phát cao do cấu trúc thận đặc biệt. Vậy nên bác sĩ Huyên đã chỉ định thực hiện phương pháp tán sỏi qua ra đường hầm nhỏ, hạn chế xâm lấn tối đa, bảo toàn sức khỏe cho người bệnh. Cách đây 4 ngày, bệnh nhân đã trải qua ca tán sỏi đầu tiên để loại bỏ một nửa khối sỏi. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ca tán sỏi lần thứ 2 nhằm hoàn tất quá trình điều trị cho Sơn. Trên màn hình lúc này quý vị và các bạn có thể nhìn thấy là hình ảnh phim chụp trước và sau khi tán sỏi qua ra đường hầm nhỏ lần 1 đấy ạ. Ngay bây giờ đây, trước khi bước vào ca tán sỏi lần 2, chúng ta sẽ trò chuyện cùng Sơn để hiểu thêm về tình trạng sức khỏe hiện tại, cảm nhận sau lần tán sỏi đầu tiên và nghe những chia sẻ từ chính bệnh nhân về quá trình điều trị vừa qua nhé. Chào bạn, bạn có thể giới thiệu một chút thông tin về bản thân mình được không? Em tên là Phùng Kim Sơn, năm nay em 22 tuổi. Không biết là bạn đã mắc sỏi lâu chưa? Em mới biết từ vài ngày trước thôi. Không đi khám ở đâu mà em đi khám tổng quát, đã khám tổng quát thôi để khám bệnh, thế thôi nên là em biết ạ. À, với kích thước sỏi được chẩn đoán là bao nhiêu ạ? Em kích thước của em viên sỏi khá lớn, là kích thước 44 nhân với 33 mm. Nó ngang một quả trứng gà nhỏ. Qua quá trình thăm khám thì không biết bác sĩ có giải thích nguyên nhân là tại sao mà mình còn trẻ nhưng lại có sỏi to như quả trứng trong thận như vậy không? Bác sĩ có thể nghi là em bị bẩm sinh từ nhỏ nên là kích thước nó mới lớn được như vậy. Với viên sỏi lớn như vậy thì phương hướng điều trị được bác sĩ Huyên tư vấn cho mình là gì nhỉ? Bác sĩ thì lúc đầu đưa em 3 phương pháp là phương pháp tán sỏi bằng qua da, bằng đường hầm với mổ phanh, mổ mở đấy, mới cả tán sỏi bằng laser. Thì em chọn phương pháp là tán sỏi qua da đường hầm. Vậy sau khi tán sỏi qua da đường hầm nhỏ lần 1 và 4 ngày trước thì hiện tại bạn cảm thấy như thế nào ạ? Tình trạng sức khỏe của em giờ bình thường, đi lại bình thường với cả không ốm bình thường. Bạn có thể mô tả qua đường hầm của phương pháp điều trị này trên cơ thể bạn được không? Nó chắc khoảng chỉ bằng cái đầu ngón tay út thôi. Vậy bạn có cảm thấy đau không ạ? Xung quanh vùng đấy thì không đau, cái chỗ ý thì nó đau, chỗ mổ thì nó đau. Vâng, thế nếu so với mức độ đau trên thang điểm 10 thì bạn đau ở mức nào? Thì nó chỉ khoảng 2-3 thôi. Vâng ạ, đúng là tán sỏi thì ít sang chấn. Vậy bạn hãy chia sẻ thêm cảm xúc hiện tại của mình trước khi vào tán sỏi lần 2 cho mọi người biết nhé. Bình thường không... giống như lần 1 là cảm giác chả khác gì lần 1, không lo lắng gì. Vừa rồi là một chút chia sẻ ngắn của bạn Sơn trước khi vào thực hiện tán sỏi qua da lần 2. Như các bạn có thể thấy hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định, đủ điều kiện để tiếp tục loại bỏ nốt một nửa khối sỏi thận trái còn lại. Vâng, và lúc này thì bệnh nhân Phùng Kim Sơn đã được đưa vào phòng tán sỏi. Ekip bác sĩ đang tiến hành bước đầu trong quy trình tán sỏi qua da đường hầm nhỏ bằng laser, đó là gây tê tủy sống cho người bệnh. Và trong khi chờ ekip bác sĩ hoàn thành nốt những công tác chuẩn bị cuối cùng trước tán sỏi qua da đường hầm nhỏ, chúng tôi sẽ lý giải chi tiết hơn tại sao có lần tán sỏi thứ 2 này. Như các bạn cũng đã biết, sỏi thận kích thước lớn có thể can thiệp mổ mở. Nếu thực hiện mổ mở, bệnh nhân chỉ cần can thiệp một lần với vết rạch khoảng 20 đến 30 cm, có thể lấy toàn bộ khối sỏi ra ngoài. Tuy nhiên do tuổi còn trẻ, kèm theo cấu trúc dị dạng của quả thận trái nên bệnh nhân có khả năng tái phát sỏi. Do đó, tán sỏi qua da đường hầm nhỏ là phương pháp ưu việt và vượt trội hơn vì chỉ có vết chích rất bé trên da, ít sang chấn, bảo đảm sức khỏe sau này. Tuy nhiên với sỏi kích thước lớn như vậy, cần tán 2 đến 3 lần mới hết. Thế nhưng các bạn cũng an tâm nhé, bởi ekip bác sĩ đã tính toán và tối ưu trước khi tán sỏi. Chỉ sử dụng một đường hầm vào thận để loại bỏ toàn bộ tảng sỏi, tránh tạo thêm bất kỳ tổn thương nào cho thận. người bệnh từ đó cũng không phải lo lắng về ảnh hưởng chức năng thận sau này, đặc biệt là khi còn trẻ tuổi. Hiện tại thì công tác chuẩn bị cũng đã hoàn thành rồi đó ạ. Quý vị khán giả hãy cùng chúng tôi đón xem quy trình tán loại bỏ sỏi bằng kỹ thuật tân tiến chỉ bằng đường hầm nhỏ như ngón tay út ngay sau đây nhé. Đồng hành trong lần tán sỏi thứ hai này vẫn là thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Huy Huyên. Bác sĩ có 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều trị sỏi tiết niệu, đã tạo được uy tín lớn trong việc áp dụng các phương pháp, kỹ thuật mới ít xâm lấn, giúp việc điều trị trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vâng, và quá trình tán sỏi thận qua ra đường hầm nhỏ bằng laser đã bắt đầu rồi đấy ạ. Ngay lúc này bác sĩ Huyên đang sử dụng một đầu dò siêu âm để quan sát nhu mô thận, hệ thống đài bể thận, sỏi, mạch máu ở thận và các cơ quan xung quanh thận. Được tính toán, tối ưu vị trí chọc kim để nong đường hầm từ lần tán sỏi đầu tiên, nên hiện tại ekip bác sĩ đang tiến hành nong rộng đường hầm để tiếp tục tán sỏi mà không cần chọc dò lại hay tạo thêm một đường hầm mới. Khi đường hầm đã được nong đến kích thước chỉ khoảng 5 mm, bác sĩ tiếp tục tiến hành đưa thiết bị nội soi tán sỏi vào đường hầm tiếp cận viên sỏi rồi đấy ạ. Như quý vị có thể quan sát thì màn hình xuất hiện một nửa còn lại của viên sỏi thận trái kích thước to như quả trứng rồi đấy ạ. Bác sĩ đang sử dụng năng lượng laser được đưa qua đường hầm này để bắn phá sỏi thành những mảnh vụn để dễ dàng đưa sỏi ra bên ngoài. Quý vị khán giả có đang nghe thấy âm thanh gì không ạ? Vâng, âm thanh các bạn đang nghe thấy là tiếng viên sỏi thận lớn đang được tán vỡ bằng laser thành các mảnh vụn nhỏ đó ạ. Lúc này bác sĩ Huyên vẫn đang rất tập trung vừa tán sỏi vừa hút sỏi ra bên ngoài cơ thể. Với viên sỏi kích thước lớn nên các thao tác tán và hút sỏi qua đường hầm nhỏ như các bạn có thể thấy cũng đang lặp lại nhiều lần. Bác sĩ phải vừa quan sát tỉ mỉ, vừa di chuyển đôi bàn tay của mình một cách nhịp nhàng. Trên màn hình ngay lúc này, quý vị khán giả có thể nhìn thấy vết rạch trên da để tạo đường hầm vào thận rất nhỏ. Do đó, người bệnh ít đau, ít mất máu, không phải truyền máu trong quá trình tán sỏi, hầu như không có sẹo, bảo toàn nhu mô thận. Hiện tại, một nửa khối sỏi còn lại đang được tán và sử dụng áp lực hút chân không hút trực tiếp ra ngoài gần hết rồi đó ạ. Chỉ một ít phút nữa thôi là toàn bộ quá trình tán sỏi qua ra đường hầm nhỏ, xử lý viên sỏi cỡ quả trứng gà sẽ kết thúc. Vâng, và chúng ta đang đi vào các bước cuối cùng trong tán sỏi thận qua ra đường hầm nhỏ bằng laser rồi ạ. Bác sĩ đang tiến hành đặt ống thông sông di di niệu quản và dẫn lưu đài bể thận qua ra. Các ống này được kiểm tra hàng ngày và rút ra khi tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định các bạn nhé. Quý vị khán giả có thể thấy bệnh nhân Sơn vẫn tỉnh táo và thoải mái trong suốt quá trình tán sỏi. Bác sĩ Huyên cũng đang kiểm tra lại toàn bộ đài bể thận để tránh sót sỏi. Ngay sau đó, bác sĩ cũng sử dụng đầu dò siêu âm kiểm tra lại khu vực can thiệp tán sỏi xem có những bất thường nào không. Vâng, quá trình tán sỏi thận qua ra đường hầm nhỏ lần 2 cho bệnh nhân Phùng Kim Sơn đã kết thúc. Như trên màn hình của quý vị khán giả có thể nhìn thấy, vụn sỏi thận sau tán đã được lấy ra và gom lại vào trong một túi đựng rồi đấy ạ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Sơn trong những video tiếp theo, hãy cùng chờ đón nhé. Nếu quý khách hàng có nhu cầu đăng ký thăm khám và điều trị tán sỏi công nghệ cao với những chuyên gia hàng đầu tại Thu Cúc TCI, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0936 388 288 hoặc 190055 8892. Xin chào và hẹn gặp lại.